là như thế nào? Cái tiền này để liên hoan đâu, chả lẽ ăn bài giá đan thịt chó à? Dạ, hôm nào về đây biết đường nào? Biết đường gì? Hôm nào về có về không? Không, đó về đó. Tiền à? Về làm Tiền chi chứ? tính liên hoan sớm chứ. Ăn đến chó chạy chạy 3.000 cây. 3.000 cây bọ. Cả Tân Anh vào phải lòn. Start our game already. 3.000 cây thì thằng đi lớn cái lại lấy mạo lấy cái lộn. 2 ngày thôi. Yes, yes. Yes. Start the game already. Yes. Yes. Chạy đi. Còn chết đang quân đội 1 kìa. Chuyện đã hiểu nghĩ cái gì? Yes. Somebody pass the yes. Yes. Start the game already. Yes. Yes. Cáo phải lờ. Great. Chạm máy nhờ. Nói với đôi bạn là chạm máy đấy. Chạm 3. Không, chạm 4 đi. Không. Đôi bạn là sang ca. Thì nói được không để bật game bây giờ. Cái chỉnh cái tốc độ chuột xuống thấp xuống. Cái tốc độ chuột thấp xuống là được cái gì đâu mà cứ la hét ở vậy đấy. Cậu ma nhạc kín vãi liền là mẹ, nghèo vãi cất ta luôn. Cái đồn tao sang trong cánh ạ. Vì sao? Vì mẹ cung phát triển tay to ra. Chẹp được cái gì đâu mà phải lan toan cái đó nhỉ. Mẹ cảm thấy là chơi được cái gì mà mình thấy thoải mái là được rồi. Đà trắng rồi bạn đã không được gì. Alamaz. Isa.
Malamas, Isa. Oh, Homus. Isa, Robo, Nigeri. Isa, Isa. Malamas, Malamas. Isa, Isa, Isa. Malamas, Isa, Malamas, Isa. Homus. Isa, Isa, Isa. Nigeri, Isa. Malamas, Isa. Homus. Không muốn lắm đâu, một thôi. Homus. Hay quá nhỉ. Isa, Malamas, Isa, Isa. Yuri, Malamas. All of my dice. Thôi ông bao bao giấy mới điên ạ. Đi rồi. Đi về mạng rồi. Yes. Một cái lồn gì. Ok, có vẻ không ngồi thôi. Không quên đạp rồi. Không, thiết bị đít mà. Chắc lại có điện thoại hay cái chi ấy mà. Một cái linh gì thì bọn này. Thế tự sao luôn. Bảo nó đít được cục bao bảo mẹ biết lúc nào bọn nó quit ra đó. Tạo lại đi, con lại ai tạo? Không tạo, không ơi. Không đồ ơi. Cầu mẹ chắc mẹ xách dép đi về. Không bực rồi đấy. Ra đi kìa. Cầu mẹ đéo trả lời. Okay.
Không giận mình luôn rồi. Bạn nam mẹ chơi hai buổi mình còn bạn chưa được kết nạp mẹ, sau này mẹ mẹ về hôm nay mới đánh mà đã đòi được kết nạp rồi. Chỗ đứng còn thiết còn chưa vững sao đòi kết nạp được? Chính xác mẹ 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 bản thân thiết đang còn phải cố gắng nhiều. lấy nam đứa thêm cả đồng đội vào, lấy nam làm bằng làm ấy. Anh em ra là mẹ tham chiếu mẹ để đối chiếu. Đợt trước mấy năm kinh nghiệm chơi mình rồi nhưng mà mẹ chỉ một phút bồng một thôi cũng bị thích. Đợt trước đội Tây Ninh mà đi sang mình mà gặp mình chắc mẹ yes. Bị đuổi về quê. Yes. Start yes. game already. Có cái lồn thì mẹ vào sau mà mẹ cứ thích ấy à. Start the game already. Ủa nào mẹ lồn ra. Cứ có mối quan hệ là vào được đâu mẹ. Chạy nhá. Yes. Chạy đi. Dâm Hoa Liên không được dựng phiên bản hack chống hack à? Bảo SS lại. Yes. Your attempts are futile. Không mắc. Mẹ ao ra vào lại vẹt sẵn nữa, hiểu tướng người không bay? Tức là phải nói như đói là phải ăn đấy. Câu mà chỉ vì chút danh tiếng mẹ e đã lộn lấy trên bản hát rồi. Cái nó sang ya nha. Cái nó là sang cái gì? Sang ya. Về vậy mẹ thằng lộn tùng cáo hiểu những người à? Mẹ, thứ đứa bạn đã chửi đi chủ đội mình, đéo hiểu. Kiểu chửi đứa bạn sợ đứa bạn giận nhưng mà lại quay sang chửi đội mình cho nó bỏ tức. Cho bọn nó thấy mình rất là công bằng. Thằng nào đéo hiểu tới người là phải chửi. Không biết đâu là xong bữa nay tụi được dâng lờ. Ừ thì mẹ dâng từ ngày đầu rồi chứ. Sao bữa nay thì muộn quá rồi. Sao nay là nó móc con mẹ rồi. Hiểu nhà hiểu tao rồi. Nhà tao lại không vẽ lờ. Tụi đánh cái gì nhở? À, cho son à. Tao đã câu được 3 con nai về rồi. Về rồi. À, kinh quá nhở. Dạ này tiến bộ ấy nhở. 4 con rồi đấy thì 6 con câu được 3 con còn 3 con đang quét. Điên à. Điên à. Ý gì vậy? Còn không đúng gì vậy. Oh my god, I'm so glad. 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 I'
nó bị lỗi game thế chứ. Chẳng đéo có chuyện là chặt lẻ ra được đúng không? Còn lấy vừa rồi gỗ có bị bay hơi giống thịt thịt đâu. Không phải là có thằng chặt đó. Không hiểu chứ. Ngu. Nhưng là do có thằng chặt chứ ngu. Này cái chiến này. Anh em có tin tôi cái chiến đó không? Này à. Nhà tôi kín nhân tao khi đang mẹ chuyển sang đánh cung này chứ. Cung đi rồi. Thôi mẹ bạn này đánh 26 rồi, 9, 10. Tùng rửa với hai nhà bạn quả Tùng, biết không? Ăn rồi. Đang đi ăn được không? Ờ ăn đi. Ăn mẹ đi ăn rồi lại còn. Tao nghĩ là không thấy, cho nên là tao mới chỉ cho nó chứ. Thôi đánh 24 dần rồi nha. Ăn đâu mà ăn? Chắc mình ăn bảy khác rồi chứ. Chắc ăn bảy khác rồi. Thế thì ăn bảy đó đi, tao có rồi. Tao mới thử Ken Air thôi. Thì... rất nhiều đồ, hai nhà rất nhiều đồ luôn. Có cả bảy nai. Này không còn nữa. Tôi bảo hai người đánh 24 dần cả nhá. Tao cũng đánh 24 dần. Anh chém hay là anh cùng được nhỉ? Hả? Chém ba, chém luôn. Con đánh gì con? Cung cung. Thật được. Trận đầu coi như là test xem đội bạn công như thế nào. Cách đời ngang kém thiếp tí. Bạn đã chết rồi. Bạn chết con giò rồi. Thằng nào chết giò? Thằng ấy. Thằng thiết. Lại là thiết à? Lại là ai nhỉ? Ôi dìa voi vãi lửa. Sướng vãi lửa. Ôi vẻ con lạc đà chết đến luôn rồi. Ăn lộn rồi. Oh.
quay rồi có không? Không, người đọc phê rồi. À, có. Không, tôi cũng không có. Không biết nào. Đọc cái bánh xe cho chắc bài. À, không có chơi được. Almas. Fury. Almas. Chứ sao nhà, chứ chưa sao được nhà bạn đâu đúng không? Chưa cho cái gì hết. Sao sao được? Có tôi đây rồi. Rồi. Amato chém sao nhá? Ai? Amato. Ơ chứ không ai chém cánh này thì mẹ đợi bạn lên đâu một ra cửa bây giờ. Ờ, mẹ Tùng sao lại dắt ra vào đây? Chú chờ tí. Ờ, à, được rồi, không sao, tao tưởng mày dắt thêm đàn lạc đà nữa thì. Thì là bà lạc đà nó bị tao khù hết rồi. Nè, ghê thế. Bạn thích kinh vãi lồn mẹ. Mấy e các kiểu mẹ. Mẹ cũng ken e để vào luôn ạ. Thế mới bảo là đánh hơn hắn. Đánh hơn thiết. Mới có sai đâu. Sai sử dụng bơm cho chăm nhá. Bơm cho. Bơm cửa thôi. Tao bơm cho. Cái kiểu thế. Cái kiểu to không tưởng nghiện. Ờ, muốn gì nữa mà tao bảo tao bơm tròn tao đi. Chết rồi, anh em ơi. Rồi chấm có chữ nhở. Thôi còn lại để nhà lo chứ. Ờ, ok, được. Nhà hôm nay không like à? Ờ, thấy like à? Chưa thấy like à? Like à? YouTube hay là Facebook? Ok. Done it. Almost. Feeling high up. Hey, high up, high up. Mẹ đen thế nhỉ? Thằng đè lên nhá, có gì cứ chạy thôi. Chạy rồi. Oh my god. Đây. Về tự nhà tập tự tập dụng các thứ ra, tự tập nhà chính các thứ ra mà ở đây phát triển ra. Chắc là nhà Tùng sang nhá. Không cả thằng kia nữa. Kia phát triển nó to đâu mà. Anh chém nó phát triển to làm gì? Ôi thế á. Mi cân đôi làm gì đó. Nhưng mà tao có ấy thì bây giờ nó về nó phát triển đồng ấy cũng không bằng được mà. Cứ gì hai thằng bạn phải hồi chứ.
hồi trước hồi mạnh rồi khác. Khả năng là nó quay nhà mi rồi. Tôi đi quán nhà đi thôi, đi quán nhà nó không còn đứng chở nhà tao làm chi. Vãi lộn, chém hết luôn ạ. Nó khó này. Có ai không có bảng không? Có nhưng mà ăn quán gắt lắm. Đồ ăn ngang mấy lìn luôn. Rồi, đéo không vào. Đông quân vậy. Tao vừa chém hết rất cần thiết rồi đúng không? Năm thằng. Dạ sao rồi em ơi? Vẫn bình thường. Má vừa bị bắt một đạn theo động một cơn cung bên kia. Ai cần đồ nào? Tôi bơm cho mà đi quản. Không cần mẹ ơi, không quân đi quản thế làm sao được? Đang cần vàng thôi. Đang hồi rất là mạnh mẽ. Hello. Dạ, anh đang đồ vàng chưa? Đúng rồi. Nhà ơi. Mình nhà đúng nhà chưa? Bọn anh chém ở nhà đi rồi nhà ơi. Rồi tôi thấy rồi. Má. Tao đang bắn hết rồi, vào đấy, tao bắn được sao ấy. Nó vẫn vào. Đè lắm rồi ấy. Nó đè cái gì? Lần nhà chưa đéo nó vẫn đè nữa. Quá đè luôn.
Thằng ấy có là có gì đâu. Thằng bài thiết của con có gì đâu. Tùng có tư vàng vương ngược lại xem nào. Vàng á? Ờ. Ờ, lấy. Lên được chứ? Lại bắt đầu nở ra anh nhá. Tao đang đi quả lại. Đang đi quả chết rồi nhá. Ok. Chết có nhà không? Hả? Thằng chết anh có nhà không? Không. Nó ra ăn lúc xung quanh nhà nó đúng không? Nhà lên không? Nhà lên bắt đồ ấy. Chết với nó đã ôm ở trong góc 3 giờ ấy. 3 giờ ở nhà công á. À, cho có 12 giờ. Đã đợi đéo đâu. Ơ, thiết lên 4 à? Lên 4 à? 4 sẽ được quyết. Thì còn dân đâu mà chẳng biết. Chắc hết dân rồi sao? Hết sạch dần. À, mà còn nhiều lắm. Có một đàn thầy đang khoanh ruộng này. Ơ, sao lại bịp à? Bịp cái gì? Nhưng mà nó không còn nhà. Hai thằng còn nguyên nhà cơ mà. Nguyên cái cứt thì thiết, nhà thiết còn nguyên đâu. Rồi công đẩy sang, công với tao đẩy sang chân này để phát là chết. Có là còn cái gì mà không có. Nhà thằng kia đẹp nhở? Cái gì? Nhà thằng kia à. Đẹp đéo thì hắn quy hoạch đi, mẹ nó xây bao nhiêu e ấy mà kêu đẹp. Ừ, chứ là quy hoạch được. Thằng quát à, Xong mai dậy sớm chơi đi anh em. Sáng mai 8 giờ đi. 8 giờ nhá. 7 giờ dậy ăn sáng thôi, 8 giờ quất luôn. Mình bị điên rồi. Hả? Điên đuổi rồi thôi. 20:50 đây. Đã đấy. Dạ mai chơi không? Chưa biết. Khi xong rồi gì? Mẹ cứ đến mẹ sát giờ mới gọi cho ai mà biết được. Mẹ hẹn không, tư mẹ 2 giờ chiều xong mẹ ngủ dậy phát mẹ thấy gọi điện thoại vào trời. Vậy lộn. Thế là bị phải hỏi ông Thiết đấy. Cứ đèn Thiết mà chửi. Mặt 60 cũng đáng, vào đi. Ồ, bách làm gì mà không chơi được. Đang ở trong nhà cậu. Không có nhà. Mở cái laptop đi làm cái gì. Ờ, hôm nay trong nó có rỗ. Thì sao? Đó mà. Không uống rượu bách. Uống nhưng mà ít. Yes. Yes. Start the game yes. Already. Cái thằng này mà chưa gì học, thấy năng tiếp rồi. Ông tiếp đấy rồi. Đánh 26 dân phải thật anh em ạ. Đánh thằng kia, em thế mà tôi đeo chết. Bịt vẻ xem rồi. Mẹ trận trước mẹ thiết mẹ sóc 51 dân mà tham bé hơn tao. Bằng nửa tao mẹ chắc mẹ còn toàn 1 dân. Ý là ở nhà không câu trước câu sau là ý là đi hết mà. Bạn nhà không ai biết. Ý là nó sóc quân à? Không phải, ý đấy. Cái gì nhỉ? Min sẹo.
khác để đâm lên lên xanh chém cho nhà nhà kia cùng ao chắc chắn vậy rồi. Thế thì sao lên cùng ao nhá? Cái gì? Mi lên cùng ao? Lên cùng ao? Mi điển? Lên thế càng thua. Có thằng Tùng Mi Loan à? Không để cho lên cùng ao đâu. Tao lên cùng ao nghe được. Không anh chém ấy. Mà nhà không lên cùng ao được đâu. Nhà đấy đã lần. Một quả lần nữa con vịt đấy luôn. Mấy người đã săn mấy người? Đã săn 11 người thì một quả lần nữa con vịt thì mẹ là dễ ăn gì nữa. Chân mở cao. Bên kia là một trận bao nhiêu bàn thắng? Đã săn 11 người mà một trận bao nhiêu bàn thắng? Chân 7. À thì đấy. Nhưng mà kiểu mẹ gà gà với nhau phải chuyên đá chuyên đâu mà ít bàn thắng có phải đầu tiên là đá càng ít người càng nhiều bàn thắng kìa. Nhiều thì hai bên ví dụ là kéo được cái kiểu thắng trắng ví dụ 3-2 để mất được con vịt. Đúng rồi. Mẹ thế nghĩ sao hôm trước mẹ kèo mẹ 120 sao? Ôi trời ơi mà cất đâu. Ôi đi vào đéo gì. Ôi tôi tuyên trạng kìa. Anh em hay là chỗ này quýt đi nhà tao chả có gì cả. Mẹ tự nhiên tao có hai voi mà sẽ đéo nó voi mẹ hai một con hốc hai phát con hốc hai chân rồi. Cậu bất ngờ vậy. Hỏi cái như mẹ ngây thơ của Hoàng Yến nhỉ. Thằng ấy chibi không thế nhở? Chết thêm một lần nữa. Ơ kìa, ơ đi mẹ chết 3 giờ đấy thì mẹ. Chả biết giờ ở đâu, cứ ra nó phi phoi chứ. Cái này quýt thôi. Ôi cứ đánh đi, được bao nhiêu hay bao nhiêu. Là tao xấu vậy luôn. Chết 3 giờ anh đâm đeo rồi. Ngoài việc tôn trọng đối thủ ra mình phải tôn trọng cái đồng đội của mình nữa. Công được bài nó đẹp. Cái thằng này cứ sống như lùn. Nghe thích mang lùn thật ở đây không? Chết 3 giờ ạ. Chắc thì tin được. Thế mà trợ đài mà Peter mới được trước được tài cả. Mà trợ trước thì là nhát. Nhát kinh rồi. Trận này kiểu định Peter. Không, trận này tạo 11 thôi. Rồi chết 3 giờ rồi phải lâu. Không, căn bản là bài địch này. Xin được Peter xem trận tài của tao đó có gì được. Anh coi về mà mới bắt đầu câu hai voi chết dần xong chắc biết ở đâu mẹ chết hơn thẳng nữa. Lúc câu hai voi câu mẹ lại cứ quên phi con đằng trước trước mẹ cuối cùng con trước thì nó vẫn dí nó con đằng sau thì không đéo ăn được. Lên cung A thẳng luôn nhá anh em. Lên được đời không đã lên được đời rồi nhưng mà còn một bầy hươu rồi nhưng mà lên cung A thẳng luôn được không? Mấy kiến anh em không tin thì cứ lên thôi. Tao lên trước là kiểu đéo ứng chém được con nào đâu mà. Đang chơi mình thiết lên đời đấy nhở? Ta không. Ừ, Dương Hoa Liên. Dương Hoa Liên là bạn thiết à? Nghe quen nhở? Bạn thiết à? Lại quen. Thì như vừa tôi chơi hắn rồi ạ. Đang đòi kết nạp vào đây mà dễ gì mà kết nạp vào.
Tôi tưởng có tí quan hệ là bắt đầu kết nạp luôn nữa. Có phải nó giống cái ngành công an Tây Ninh đâu mà nó đơn giản vậy được. Làm như là cảm giác hơi lắc nhỉ. Donna E. À đâu? Trận đầu tiên đấy hả? Trước tao kích sớm à? Trước tao kích người hay sao? Nói chung là cũng không muộn lắm. Cũng đầu 12 thôi, cũng đỡ muộn lắm thật. À đấy, cuối trưởng 12. Trưởng 12 vẫn chưa muộn. Quá sớm. Chết, bắt đầu chém cái tao ở nhau. Ôi công này, mẹ hay quá. Công ơi, không phải tao công ơi. Anh của tao đi. Ai có thực cho xin yên nào? Hỏi những câu rất là cửa. Thái luôn. Ừ, xác định chưa? Không biết kém mà nó đúng không ơi. Ờ, nó đẩy xuống 9 giờ rồi. Chết ạ. À đâu, nó đang lượn lở đây. Lên cùng ngay. Còn các ý thức của tao ấy đâu. Tao lên cùng ngay nào. Chịu, có đâu. Quân chưa có. Đang chọc chứ. Anh đang chọc cho Hoa Liên chứ không phải chết. Đó, thế là nó quản tao chết hơi nhiều dần đấy. Mới được 2 dần rồi nha. Thực gỗ anh em ơi. Chịu đấy, bài này thằng nào cũng yếu thôi. Ready mod. My team is. Ready mod. My team. Còn có, không đi được. Không rồi, không đi rồi. Ibertone. Alamon. Ibertone. Darwin. Ibertone. Thomas. Để thằng bạn tiếp ngang tao thôi. Vấn đề nhà đó chưa ai đụng vào đấy. Nhà tao đã ai đụng vào đâu. Dấu con thỏ. Ôi trời này chưa thua đâu mà. Ai bảo thua đâu. Tao
Không quân không con. Tớ rồi. Hả? Anh chăm chết. Lên là 4 tháng không? Anh nhờ thử lắm nha. 4 mà tốn được lắm. Anh nhờ thử lắm á. Đúng sao rồi, không ai đâu rồi. Khỏe thôi, khỏe thôi, đang khỏe thôi. Rồi bạn đẩy lên rồi này. Rồi bạn đẩy lên nhá. Thủ được nhà không? Được. Tham nó mẹ co gấp đôi tham đi. Tao đang nhiều lắm. Cái gì? Rượu đương tao đang đề về ra dân đều. Tham mấy bé. Cẩn thận đấy, chạy đầy sân công đấy. Quên là tao lên đẩy nha. Đẩy đang đẩy góc tao á. Chỉ bị đẩy góc nhầm đi á. Tao lát cái nhỏ. Hàng triệu đâu nhỉ? 6 giờ. Gần 6 giờ tao lên. 6 giờ là tao á. Nó gạt đấy luôn. Tầm Fighting.
Đấy, anh này có em đi nhanh nhanh nhá. Ok, nó chặn nhà tao rồi. Đây là thế, đây là thế. Kích A nhỏ nhỏ đang ở nhà tao á, không bắt được thì bắt. Nhỏ là bao nhiêu? Không, còn tầm mười mấy con nó. Tao lên 4 được không? Có bao nhiêu dần mà tao lên 4? Mình lên 4 mà mình chỉ có quân thôi, mình không có dần để lên 4, không có lực mà sóc đâu. Thế thì ai lên 4 không? Tùng bao nhiêu dần? Hả? Thì nó không nhà thằng kia được rồi. Nó đụng nhà này. Rồi một thằng xa phát là nó mất tay luôn này. Không có chịu rồi, chịu rồi. Nào bơm vàng lên 4 không? Hai thằng nó đẩy nhà tao rồi. Đúng rồi. Hả? Đi 4 đi. Đây 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 đây. Tôi đổ điều kiện lên đây. Không đủ. Đây 4 rồi nha. Kích mới kích thôi chứ không? À mới kích thôi. Lên tới lô nào đâu nhanh vậy. Nói vậy. Mười sáu đấy nhá. Nó bắt đầu đẩy ông nhà Tùng rồi. Tùng này. Ai? Bọn nó chứ còn ai nữa. Không ơi, quả đang thắng Thiết, cứ để thằng Thiết nó to dần ra này. Chặt gỗ 2 đầu vàng các thứ chưa? Chặt gỗ 2 lâu rồi. Đầu vàng chưa? Chặt 4 chưa? Bản đồ chưa? Chờ thiếu gỗ thôi. Trời, không có gỗ đập bên đồ. Anh chuẩn bị gì nhỉ? Bây giờ đúng rồi, đang giết phát kém này là bây giờ. Đâu ngoài nhá. Ô giờ nhảy vào. Lên là 4 nhá. Lên lửa các thứ đi. Thằng Tùng lại to ngang thằng đằng kia đấy bịp rồi. Ờ, công có quân không sang nhà thằng Tùng đấy. Tao đang sang rồi.
Không. À, có quân sang nhàng Tùng đấy. Thủ hôm bọn bây giờ bọn ốc sang nhàng Tùng này. Ok. Đâu đâu về chủ. Bắt đầu vấn đề trồ. Có lúc có nhà tàu ơi, một lúc có nhà tàu. Sắp có lửa rồi yên tâm. Sắp các thứ chưa? Tầm xa đấy nha, chặt cổ đấy nha. Rồi rồi, okay. À, nó đứng ở trên tóc kìa, mà thôi, cứ lôi vào, cứ lôi vào. À, đóng ca đi công, à, đóng ca đi tù, đóng ca đi. Đang lên, đang bây giờ kích. Thiếu thực. Ép lên chứ lại. Tăng A, tăng ca đi nhá. Tăng ca đi. Không đánh thế không nổ đâu. Bây giờ bật ấy bay lên chứ. Cho mấy con bay về hồi theo đi chứ. Đang hồi. Ok, nhìn quân đấy, quân đi kìa. Một mình tao cũng không trời ơi, phát hiện hai nhà được mà. Mình phải đóng ca trong vào, không bây giờ nó ấy rồi, thua đấy. Phát hiện ca. Ừ, đóng ca to các thứ lên. Tao không phát hiện tay to thế đâu. Mình cứ đóng thôi mà, tao nhắc cho gì đó. Mà quan trọng là bây giờ chưa có gỗ mà. Không có. Thao bạn sao tham tùng có thảm đâu kìa. À, thủ thiết đâu sao mà. Thủ thiết trước đi. Ừ, không thiết không dám vào trước lạc đà đấy mà. Ừ, biết thế. Nên biết làm ra hàng ẹ ngoài đây luôn đấy, cho một tí nữa nó đỡ vào nó ốp. Nhà Tùng ở đâu vậy? Tùng để quân kìa, thằng kia nó bắt cung A kìa. Tùng sao cũng đều quân rồi nha, tao thấy càng quân càng ngày càng ít thế này. Công chạy dọn nhà đi, công. Nó vào đồng rồi. Bây giờ. Đồ. Sao tao cứ thăm mà nhắm. Thế chỗ tao khó đứng quân mấy lìn luôn. Thì mới cứ thút vào trong. Bò ra làm gì. Kê lên 4 rồi này. Sao anh lên 4 trước mà. Ui mẹ thông tung căng anh thông bé tham thế. Đứng cao quá này. Mặt kia đậm đục quá. Lắc nhờ.
Tùng đấy, quân của Tùng ơi. Tùng chưa có tặng gỗ ba kìa Tùng. Ơ tao kích rồi mà. Kéo nó bây giờ. Ô alo rồi. Kích rồi. Kích đi. Kích rồi. Có thủ ca to rồi kìa. Tao bảo ông Tùng thủ ca từ đầu đi là ngon rồi. Tao thôi tranh đi. Tao đang tồn lực kìa bốn rồi. Kìa khỏe lắm rồi. Được. Tôi đợi còn lâu, sợ ông kia lên 4 thôi. Còn ai lên được 4 không? Con cần phải lên 4. Tần lực ông ta bơm bên này. Khó. Mày nói chứ. Ôi giời, mình kích 4 luôn này. Cái này cũng lộn, có lực đâu mà. Ở nhà ông Cung An. Cái gì không Cung An? Tùng lên 4 vòng rồi bang rồi, nhưng ở nhà mình không ăn. Ờ, câu có quân ông sang nhà chính đâu rồi cậu? Hả? Giống nhà rồi anh em ơi. Chạy đi, tao kích 4 rồi. Không có quân không có. Đây. Thằng nhà chính nhá. Ồ, thằng này điều ca ngu lắm. Bắn được một hai con ca. Em bắn được con nào không? Đẩy vào kìa công ạ. Nó điều ca ngu lắm anh em ạ. Không ra cả. Tao đi kéo con kia đã. Kia lên 4 kìa. Ủa kìa thiết không nhỉ? Hả? Ủa kìa tao đang thủ nhà đó. Ủa chứ cái nào đổi nhá.
nhá, đẩy được nhà tao nhá. Anh chết đâu rồi, đâu không mạnh à? Tao đẩy với đam đôi mẹ mới bỏ bé à? Tao yếu mà. Đạp kê với đủ. Sao mình bắn mẹ dần nó mệt hết cả người. Cuối trận nó cho chỉ số Q tăng. Mỗi thằng bên kia trăm dần. Tùng lên bữa sao còn mười mấy à? Ca đã cầu vào. Tại cái liều ca ngu à? Đã bảo là mẹ lên ca từ đầu đi. Ca ngu thôi nhưng mà nó đông ca. Nó đều ngu nhưng mà nó có ấy, thì làm sao mà đỡ được, nó có bắn chặn thì làm sao mà đỡ được. Nó có cần điều đó. Chỉ cần mới thủ ca thôi là mới thắng rồi. Đéo có tay chứ địt mẹ. Ai tạo nhỉ? Không tạo ra này nữa. Thôi nó chặn gì chưa? Này chờ. Mai chắc không, không chơi được đâu.
À đây Tùng ơi. Đây. Quang đây một nữa. Con đã thấy ở đây cả đi. Thề luôn mẹ. Chưa mẹ cứ nói xong là ơ đéo thấy luôn, mẹ chưa kịp bấm luôn á. Mà cứ bấm rồi. Mẹ câu cửa miệng là ơ đéo thấy. Bấm rồi, điền. Rồi mà sao lại không thấy? Nãy lát. Mới cái 9 rưỡi thôi mà. Trận này làm 3 xe ăn lên đội bạn quyết luôn này. Ờ đâu lắm không ừ. Cầu ước xe gặp. Chưa bắt lấy hay không? Xe đi. Xe đi, xe đi. Ôi trời. Không cần đâu. Anh tưởng ông hỏi gì, anh tưởng em chưa có ông gọi. Alo. Yes. Sang đi, sang đi. Nãy mẹ vừa dẫn lời đối bạn hai xe. Yes. Công ơi. Sao chuyện điện thoại. Start the game already. Đây rồi, công đây rồi. Ôi trời, công đây rồi. I don't think so. Start the game already. Yes. Start yes. The game already. Oh. Hai phô rồi. Tạm phô rồi. Còn quá nhỉ? Các bạn sang cà thai nhá. Sang cà thai rồi về sẽ đẩy cái thằng phô. Các bạn hãy đua chém xem. Ôi là cái chặt ta rồi không? Không chơi đâu. Ôi kiếm 60k nút cái nào. Trận này thắng còn gì nữa. Chọn quân xong tí nữa lại tao đéo lên được đời. Không, phù rồi yên tâm lắm. Cái lìn. Quân gì thì quân này nó cũng không có lên đời lại như nhau thôi. Không nhưng mà phù tao yên tâm thôi. Đấy, cái gì ở trên bàn quả. Một phút rồi. Gãy nhưng mà bài phá xấu. Ủa à, rồi, đúng rồi. Nhưng hẹn an toàn nói chân lý. Tiền được rồi, anh chém hộ tao cái đi. À, ừ. Để rồi anh cung cho. Chém. Chém anh thì phải chém bắt đầu rồi ạ. Lại lộn lại chậm 2 giòn rồi Tùng. Dạ em nghe anh. Chậm mùa gì vừa mới lên 8 xong. Vừa mới lên 8. Bây giờ là tao soi là mẹ hai thằng sang là 9 rồi. Hai tao với thằng kia là 8 mình mới bỏ anh. Mà mình bảo chậm tao chậm 2 giòn. Thì chậm so với chuẩn. Dạ vâng, cảm ơn anh ạ. Dạ vâng. Thế 7 thôi, 7 với 9 mà không phải là chậm 2 ạ. Thì vậy hai thằng kia xem cơ mà. Ờ thì thế, yes. Thì thế người ta yes. Phải soi, phải soi cái chuẩn chứ. So với thằng khác làm sao được. Yes. Ờ thì đúng rồi. Yes. Còn yes. Thằng xem yes. Là người yes. Là chậm. Yes. À bạn tôi. Cái gì? Hai thằng kia xem với 9 dân đúng không? Yes. Ừ. Thì chuẩn không xem thì mới có 8 dân thôi. Là sao? À đây rồi, bài quả đây rồi. Đây rồi, 8 rồi nè. Bây giờ 18 với bọn này cũng lên 10 rồi. Thì bọn nó xem mà. thì mà nó, người ta nói chậm là người ta phải so với tiêu chuẩn chứ không? Người ta mẹ sinh ra cục đo lường mẹ đo với tiêu chuẩn chứ. Mẹ đo mấy thằng chậm với nhau thì đo đéo gì. Nhưng mà một kia xem cái gì bọn nó phải tranh hơn mình. À, thì biết thế nhưng mà ý là mình chậm 2 giờ là chậm hơi quá làm sao. Ừ, sao? Trường à? All of my
Fury, Oklahoma, Các bạn là tại vì mỗi lúc tùy vào cái thời điểm mình đóng ad nữa, cho nên là cứ đóng tạm thời thế, xong lên đời xong thì mình tính sao cũng được mà. Tất cả chỉ là tương đối thôi. Donna E, tung cái chỗ bài hiêu có chỗ con vực á, thế là bo luôn chỗ đó hộ tao nhá. Ok. Mi mi dắt dần vào trong góc đó, mi làm ăn luôn trong nó cũng được, góc đó kín thôi. Thì tao đâu định với. Chém được ai lại chuẩn bị đánh chuẩn bị đánh cung quá không nói thế thôi lên chém tí đi chém tí thôi chém tí thì tao về đời nha. Okay. Oklahoma.
Thôi để tao bo luôn góc này lại nhở. Tưởng mi chưa lên đời mi làm tao cái BB hoặc BM trong đó. Cho nó chắc chứ mẹ, bây giờ tao bo tí nữa tao mẹ đi gỡ mấy cái đồ đó. Hơn của mi. Không nó đúng ngoài đấy. Tí nữa lại rối rít và dùng con mẹ đèn nhà các thứ là đây cần thiết rồi tung công sao không để tao biết được tao đợi nào cái này kiếm tao nha nhưng mà chưa chắn được. Ok thế để tao đợi canh đó luôn. Ủa cái đồng tiền đó đi lên cùng nhau yên tâm nhá. Yên tâm đi lên cùng thì mi chẳng lẽ không phát hiện mặc chết à? Xem mà được. Chém khác rồi sao ấy? Hắn chém sang nhầm hiệu. Đây. Ok. Không nó lượn chém rồi. Đi không cần được chết thì chết luôn. Tao đi ra, tao đi chém mọi người ạ. Cầm thằng dân hoa liên à. Chém bạn sau với con chẳng thì chủ mẹ mày. Phục sức vừa lờ. Thì mẹ. Ăn tay ở tao lại không cần chém lại sao chém đi ấy. Hay quá nhờ, vừa kết vừa tham vắt có luôn cái rồi. Có luôn cái gì? Có quan trọng là cái gì có ở đằng sau ạ. Có luôn cái xe rồi. Có luôn cái ấy. Quan trọng mẹ, cái quan trọng nhất thì mẹ mua đeo noi. Có luôn cái xe. Mẹ, không đánh cung à? Thế mà mẹ, thằng... bắn được 7 vàng 18 nhá. Tùng là ông đòi đến cùng nữa thì... Điện ra sao nhá? Sang bên nào? Điện ra sao mi chứ còn bên nào? Ta đùa, đông phê mà. Ôi. Đón tao này. Nhà ơi, cẩn thận nó lọt vào cái đường kia nhá. Ra bo lại đi ạ. Quân ông về bắt, tao đang bao quay đằng sau rồi. Vậy liền về bắt. Tao là gì có quân. Vậy lột. Nó lùa sang cho tao nhông kèn rồi gì nữa. Cái đủ tao xách hết rồi nhá. Ok, tao ngọt. Nhà tao đang rất đông quân. Hai con thì bạn chưa hết rồi. Bán cái này bài nhà đi từ đời nào. Không sang đâu phải chơi bạn. Xin lỗi quên mất công rồi đấy.
Mẹ khinh thường nha, thân thấy mình lại không kém, lại đi kém một nhà. Riêng cái quán nữa là tao lớn vậy. Riêng quán đó là phải kết tâm mẹ. Lấy của đội bạn 60 đúng không? Không. Đéo dụ gì kia. Không, nếu khỏe thì lên tập của hai nha, nhớ tập của hai nha, tao đang đẩy nhanh hết rồi. Tại sao này lại, sao đấy anh nhạc? Mẹ, đừng biết rồi. Tao đứng tao bảo kê cho nhạc rồi. Đẩy nhanh thiết đi công ơi. Không. Đây rồi, đây rồi. Đây rồi. Ở đây góc 9 giờ đúng không? Ừ. Không, ờ đúng rồi, gần gần 9 giờ. Đang đứng tốt đen rồi. Trời ơi, đám con lạc đà bộ sang đây làm cào. Bịt ngay. Vãi lộ tùng lên đời. Bá vãi lộ. Tạo độ khó cho game. Tùng sao mẹ tao bảo mi vào hẳn 6 giờ mới hồi mẹ mi mẹ chui đéo... được cái 6 giờ đéo hồi à sao đấy mẹ rộng vãi lồn ra tao bảo vào đó mà hồi mẹ cuối cùng đóng được cái gờ đây xong đóng ba cái ruộng mẹ làm ra lắm rồi mẹ đứng đó là bán xuyên cho nhanh đi nhanh đi nhanh đi ta cuối cùng là vẫn có à thôi mẹ tiền trong tay rồi có lẽ là về tay đéo đâu mẹ lúc nào đi ăn được trong tay chứ thua là công về nhưng mà đó thua là công đéo về một điều là một điều ta làm tao hơi lo lắng thế là cứ ấy phải là tăng dần à không từ đợi nhưng mà lại cứ tăng đúng không mẹ công khôn vậy đâu kiểu cứ nốt trận này về kiểu là nốt trận nữa cũng không thua được bây giờ mà nốt trận nữa một là thắng hai là hòa thì rất là thua là trận đi mà thua trận đi mà thua về chắc luôn. Tháng thì cũng về chắc đéo gì vậy. Vô còn cứt mà được về. Mà thua lại về cho đối thủ với cay đắng nhé. Đang lên, tinh thần đang lên. Kiểu tao nói trước rồi mà. Tao nói trước là hết trận tao về rồi. Ừ, tao đã bảo là hết trận về. Start our game already. Biết bây giờ lo lắng lắm rồi, kiểu mẹ. Tự nhiên bốn mắt bốn chục được mẹ. Nhậu nhỉ. Sáu chục chưa. Ôi dồi ôi ya luôn, ôi dồi. Ôi ya này, mẹ hôm nay tao với thằng Tùng là hai cùng bài nhỉ. Đội bạn khen khen. Ăn lồn. Hay quá giờ. Ôi đi. Mặc cân. Cân đấy. Cái này là gì. Không trong cánh luôn này. Mắc pinh là gì. Ba thằng ba gông. Thằng bên tôi là gì mà cái. Hai thằng bay không chắc chết rồi. Xem kia vậy. Quá kém. Thật. Chết một thằng, một thằng mẹ làm sao? Cái này con găng bạn lắc đá. Đừng gặp tao nói hai tiếng sư phụ nữa. Thế tao mới bảo thế trận cầm dao này tao mới lên thằng là có lật bà mình có chém con thua lắm. Vậy là tí mày gần chém đảo tao thôi, 40 con chém với 10 con kim đảo bắt cái lô. Muốn cái dẻo nó mỗi tăng hai với con. Thôi nó thế thôi, tao chuyển này chuẩn kém cho. Bốn mươi con lắm. Đảo cho mở. Ôi rồi, bà phụ gần đây luôn nhá. Ôi giời, không phải không yêu rồi. Đây là lệnh 12. Bây giờ lại chuyển thần mà. Cái này 11 thôi. Nó lên được 12 lắm. Không, cái này thắng không? Ăn cái giọt đi về đây. Thằng công mẹ, nó tươi cười anh cái mẹ. Thằng mẹ được bôi sư tử luôn, mỗi bát lột. Điểm rồi. Trận này thì kết rồi. Thôi trận đi có thua, trận đi có thua thì cũng về mà.
Con này cho phép anh em lên cung A luôn không? Không biết nè. Tài cung á. Đã trước cho cầm cung A rồi. Mẹ bốc đồ thì kinh bốn rồi. Mà không cân được nữa thì cơ hội trao tài là chỉ một lần thôi. Hay là ba chém nhon sung nhỉ? Lần nào chẳng về. Công không sợ mất tiền nữa là anh kiểu solo lắm. Thì có tao giữ được tiền thôi chứ là tao mất tiền rồi. Mày hôm nay có thằng mới thì hôm sau là cũng mang về cho mấy thằng nhậu cả chứ cái gì. Bạn mình để mồ hôi nước mắt của chiếm già. Mẹ có tao đây, mẹ là thằng kèo xong cuối cùng đéo được hẳn cái gì thế này. Kéo anh mượn miệt xà. Đấy, mẹ, nói chung là mẹ cũng mồ hôi nước mắt cả đây. Nhưng mà nó chỉ nói tóm lại là đéo mượn ở xa thôi. Thế là hết phim rồi đúng không? Chấp nhận thôi. Cách ai bây giờ? Cách ở xa thôi. Rogan? Năm nay chắc là trung thu to lắm nhỉ? Tôi biết được bạn. Kinh tế đang khó khăn. Suýt nữa thì được 9. Cái thời gian đóng nhà điều kiện thì mình hợp 12 đến 12. Không, không 12, ai đây 11, 50. Như vậy mình thích cái nhỏ. Ai sợ
lời mà khỏe cho xin. Còn mẹ mày. Xin cái gì nó to lên. Oh, 6 giờ nhá. Chưa thấy bị thằng nào chọc luôn này. Thiết đánh cung à? Có một thằng chọc tao. Nhà thằng cu thằng thằng cu bạn thiết là ở góc 6 7 giờ đánh chém nhá. Thiết đánh chém hai thằng đánh chém luôn đấy. Ủa thiết thằng kia sao nó đâu vàng đâu? À thằng kia thằng à? À đúng. Thằng kia khai cung lắm. Thiết đánh chém nhá. Có dư gỗ cho ta xin trong gỗ cho công phủ á. Con mẹ nó giỏi công giam. Bắt đầu rồi. Kìa đánh cung, kìa đánh cung. Ừ, tỏ ra nó xem tham rồi. Ai có gỗ không? Tôi xin chậm. Không có. Một ít không được. Cải trước mặt rồi, tỏ năng ruộng. Không. Đóng cái P cho nó chó bài. Chết bay vàng, chết lần bay vàng nhá. Okay. Này giờ này thiết yếu lắm. Ok, có cung rồi này. Ok, đã ra 1 phút 15 rồi. Thằng kia công nào, thằng kia công nào? Thằng kia công 7:30. À, 7 giờ. Rồi. Có cái cuộn nhà nó đóng... À, ấy nó bao rộng lắm. Nó đóng ai rửa bản đồ nó ngon lắm. Ừ, đúng rồi đấy, nó bao rộng lắm. Lọt vào rồi. Bắt đầu ăn được dần nhá. Chết lần vào nhà tao rồi nhá. Mà mày đánh chém thì nhà mày có gì đâu. Chết tao ăn khá khá dần này. Giò của thằng Tùng chạy kìa, không chết kìa. Đâu nào? Giò bên nhà thằng kia kìa. Đang chọc ruộng. Nhà nó rộng lắm, mới thoải mái. Darwin. Không cần gỗ không có. Không. À có gì cho yên. Quay ở ngoài thôi Tùng ơi, không cần vào trong là tí ăn cồng. Tao đã có ăn thiết rồi nhá. Ok. Thiết tổng ăn được khá khá rồi. Eo. Bạn trận này không có cửa rồi. Tao cứ bao giờ to rình rình trong ngoái cho tầm vài giận thằng kia ra. Đẩy nha, bắt đầu đẩy nha. Quay kiếp vậy. Tại đâu đưa bạn không hút cửa. Mẹ, đang đẹp rất mà lồn nữa, không hút cửa đâu. Ai đẹp? Bạn.
là ok. Đâu có làm gì đâu. Đâu làm mà không có đẩy được. Chúng thằng bé lại là im lặng chứ. Ê, nó đang chạy sang nhà bên nhà ấy. Không chém. Cái xác điều quần gần đấy nha. Con bị đánh chưa? Chưa, tao bị chưa mà. Ờ, thế sắp lên phát triển đó nhỉ? Tung để đấu quân ở chết dân kìa. Thế rồi, tao đang chạy rồi. Chạy sang nhà tao, tao đang có phủ ở nhà. Rồi, công đẩy đến rồi. Chạy quân ơi, chạy quân ơi, công rồi. Không cần đấu, đâu, nhắm ra là được. Về đấu cùng phát nó lại. Chết nguyên một đạo tổ. Không ơi là công. Em kiệt rồi đấy. Tùng giờ bản đồ đang bắt dần kìa. Giờ bản đồ cứ bảy con rồi. Bị bắt mấy con rồi. Nó lại còn chơi cung tiền đám 4 luôn rồi. Oh,
Con được thằng ấy mà còn lại cái kia là sao? Thằng kia là đánh thằng nào rồi? Về nhà tao bắt luôn đạo của thằng kia luôn. Đạo chém với thằng ấy ở trên đời. Thôi về vòng về nhà tao đâu ấy, vòng về nhà tao đã bắt đạo cung trước, bắt đạo cung trước. Không. Tùng để quân kìa Tùng ơi. Tùng. Rồi. Nhà tao cơ mà, mình đang chạy đâu đấy. Cái lồn chạy vòng lại vòng xuống. Không để điều quân kìa. Để cho nó bán hết đi kìa. Tao đang điều kìa. Vào đường cụt. Để luôn, được tao khỏe mà. Công nhìn điều quân kia đi lỗi kìa. Mày khỏe mày phải sóc lên chứ sao mày bé kìa. Kìa công kìa. Công này. Alamaz. I don't know. Have a day. Homeless. Hết quân rồi đấy. Có gì? Không phải lộn. Ready my eyes, Darwin. All my.
nhở. Phải hết mẹ tao đây. Tao vừa phay bộ ghi có công giờ của nó rồi. Phải hết bao nhiêu công giờ nó và tham đéo đẻ xuống tí nào luôn. Đang vậy nhà tao đâu á? Kệ đó. Tiêu diệt nào. Cái số lượng này của tao thì nó chỉ là rất vừa rồi. Cái tao là lục thực á, vì thằng kia nó quá kia. Thôi quên đi. Thôi. Thằng to. Kiện binh nào. Phải. Không có đợi thì về nhà tao mà đợi kìa. Nó đang cái chỗ lúc chỗ cũ mà chỗ cái rừng gần nhà. À có lợi này thì mẹ mày. Mà bây giờ nó đóng A rồi thông công. Chết rồi anh em ạ. Anh em ơi. Xin chào anh em nhá. Vừa kêu 1000 không. Thôi. Phải lồn tha mẹ cục luôn. Thế nhá, hai đều là 1 tỷ số đẹp. Thằng kia đéo đẩy quân thì sao? Thằng kia nhà khung rồi. Nhà nó khung đâu, đầu mình quấy nó nhiều mà. Khung à? Tại lúc sau mẹ thằng Thiết nó khỏe vậy lồn chứ. Không, tuần này đến 2 đấy. Mẹ bên nó 2 xe, chịu thôi. Nghỉ chưa hả? Nghỉ chân gì nữa. Mà nghỉ nhá. Thank you.